thực sự nói với anh Phước Lập cũng như khán giả, bác sĩ gây mê hồi sức người ta ví như người chiến sĩ thầm lặng. Chiến sĩ thầm lặng. Chiến sĩ thầm lặng. Chỉ ở đứng ở sau, đi trước về sau. Đi trước là trước cuộc mổ là bác sĩ gây mê phải chuẩn bị từ xưa, từ trước rồi, từ phải khám trước ngày hôm trước, từ phải đánh giá bệnh nhân toàn diện, xem bệnh nhân có đáp ứng được cuộc mổ có an toàn hay không. Đánh giá tất cả những bệnh nội khoa của bệnh nhân, liệu có cái vấn đề gì, có trải qua cuộc mổ có an toàn hay không. Thứ hai là mình phải có những điều trị bổ sung gì trước khi bệnh nhân phẫu thuật để cho kết quả bệnh nhân tốt hơn không? Phải lượng giá hết. Đúng rồi, phải lượng giá hết. Và nhưng mà không, tất cả bệnh nhân không, người nhà hoặc tất cả xã hội cũng không đánh giá, không biết được điều đó. Cho đến sau này tôi nghĩ là càng ngày xã hội càng phát triển hơn thì người ta đã biết hơn rồi. Bởi vì mình lặng lẽ mình thấy cuộc đời, cuộc sống nó cũng mong manh lắm, con người cũng mong manh lắm. Cho nên là mình làm bao nhiêu tốt bao nhiêu mình cũng cảm giác chưa đủ. Chị làm tôi xúc động rồi. À dạ. Tại vì mình luôn luôn cảm thấy là mình dù làm hết sức nhưng mà mình tất cả radar của mình trước khi bệnh nhân mà cuộc phẫu thuật mình có căng hết tất cả, mình sử dụng hết tất cả những cái kiến thức của mình, nhưng mình cũng luôn luôn lo lắng là không biết liệu cuộc mổ sẽ an toàn hay không, sau mổ bệnh nhân có an toàn không, có những biến chứng gì không. Vì ở nơi đó là đấu tranh cho tới tận cùng để bảo vệ sự sống và sinh mạng rồi, cho nên không còn cái gì quan trọng hơn. Dạ, tại vì anh có biết không, đôi lúc á, có những cái việc thế mà không phải thế. Mình trước cuộc mổ chẳng hạn, mà bảo là vì bệnh nhân là tất cả sẽ an toàn. Rất nhiều khi mình set up mọi chuyện rất là an toàn, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn có những chuyện này, chuyện khác xảy ra. Đó là về y khoa thôi. Nhưng mà cho nên cả bác sĩ hay mê hiểu rằng mình có cố gắng bao nhiêu, mình vẫn cảm giác mình vẫn chưa hài lòng. Không bao giờ hài lòng hoàn toàn. Nhưng em ngưỡng mộ chị lắm. Tại vì cái cách mà chị nói nhẹ hiểu cái câu rằng là chấp nhận mình là những chiến sĩ thầm lặng, nó thuộc về phẩm hạnh rồi. Chúng tôi tự nói với nhau mình là barrier của an toàn của bệnh nhân. Nhiều khi phẫu thuật viên họ rất là hăng hái, họ cũng rất là muốn cứu chữa cho bệnh nhân. Họ muốn rất là nhanh chóng mổ xẻ cho bệnh nhân. Để cho mọi chuyện cho nhanh chóng, cho xong. Nhưng bác sĩ gây mê là cái người phải lùi lại một bước để nhìn cái sự an toàn của cuộc mổ đó. Cho nên đấy, khi có những vấn đề mình thấy chưa được, lúc này chưa thể mổ được, cần phải dừng lại, cần phải can thiệp, cần phải điều trị thêm, cần phải điều chỉnh thêm để cho an toàn bệnh nhân. Hoặc thậm chí có một số trường hợp chúng tôi nói là không nên mổ trường hợp này, tại vì có những trường hợp này mổ thì nó có thể hại hơn không mổ chẳng hạn. Tin nhau và những quyết định đó đầy trách nhiệm để bảo vệ thành công cuộc điều trị đó. Đúng rồi anh.